Ông Tổng Trọng vẫn biệt tăm Một tuần lễ đã qua kể từ khi rời rạch giá, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn biệt tăm trong khi quần máy tuyên truyền của chế độ vẫn đưa tin ông đang bình thường. Có những chỉ dấu cho thấy cái tin mà lũ phản động như cáo buộc của chế độ Hà Nội là chuyên đưa tin xấu độc lại có vẻ là sự thật. Ông Nguyễn Phú Trọng rất có thể đã có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Bọn chuyên loan tin xấu độc đưa tin nhanh chóng trên Facebook nói ông Trọng bị tai biến mạch máu não khi đang thăm và làm việc ở tỉnh Kiên Giang và đúng ngày sinh nhật lần thứ 75 hôm 14 tháng 4 sau khi được bác sĩ sơ cứu ở rạch giá và được cấp tốc đưa bằng trực thăng về chữa chạy tại bệnh viện trợ giấy ở Sài Gòn. Nguồn tin phản động còn nói ông Trọng được đưa về Hà Nội từ ngày 16 tháng 4. Quần máy tuyên truyền của chế độ vẫn làm ra vẻ ông ấy vẫn làm nhiệm vụ bình thường, không phải bị tai biến mạch máu não. Hôm 21 tháng 4 năm 2019, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin được tin các vụ đánh bom tại Sri Lanka làm nhiều người thiệt mạng và bị thương. Ngày 21 tháng 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Sri Lanka Mathipala Sirisena. Trước đó báo chí trong nước nhất loạt theo Thông tấn xã Việt Nam đưa tin ngày 18 tháng 4 năm 2019, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Choi Ryong hae Nhân dịp kỳ họp thứ nhất Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 14, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bầu lãnh đạo mới của nhà nước Triều Tiên, hôm nay lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng Ngày hôm sau thì thấy quần máy tuyên truyền của chế độ đưa tin lãnh tụ độc tài sát máu Kim Dương Un của Bắc Hàn gửi lời cảm ơn và chúc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sức khỏe thành công sau khi nhận được điện văn chúc mừng của ông Trọng. Việc gửi điện văn chúc mừng chia buồn với lãnh tụ nước khác có quan hệ ngoại giao thân hữu là một thông lệ. Bộ phận phụ trách nghi lễ của nhà cầm quyền có nhiệm vụ soạn thảo và gửi điện văn đi. Thành thử các điện văn nêu trên không xác định là ông Nguyễn Phú Trọng mạnh khỏe hoàn toàn hay đang nằm liệt giường. Trong khi đó, có những sự kiện mà đúng ra người ta phải thấy có mặt ông thì lại không thấy. Theo lịch đã được xếp đặt từ trước, ngày 19 tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng phải tiếp phái đoàn của các thượng nghị sĩ Mỹ do ông Patrick Leahy, Chủ tịch Ủy ban chuẩn Tri Thượng Viện dẫn đầu. Tuy nhiên, theo bản tin đài VOA, thuật lời một vụ tá của ông Patrick Leahy cho biết cuộc gặp của phái đoàn với ông Trọng đã không diễn ra. Thượng nghị sĩ Leahy đã từng gặp ông ấy hai lần trước đây nhưng không phải lần này vì những lý do về sắp xếp tổ chức. VOA dẫn phát ngôn viên David Kale nói trong một email gửi cho VOA mà không cung cấp thêm chi tiết nào khác. Ông Patrick Leahy chỉ gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, người thay ông trọng tiếp phái đoàn Leahy là ông Trần Cúc Vượng, thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, theo thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Trong khi các báo chính thống cũng như các đài truyền thanh truyền hình của chế độ loan tin như ông Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước vẫn đang làm việc bình thường, Hệ thống phản tuyên truyền của chế độ Hà Nội ra sức nguyền rủa lũ phản động. Trang phản tuyên truyền nguyễn phú trọng .org ngày 16 tháng 4 năm 2019 viết: "Tin đồ đồn ông trọng bị tai biến mạch máu não bị các đối tượng tổ chức có tư tưởng chống phá đã lợi dụng kích động bằng những bài viết lập luận sai sự thật nhằm thực hiện những mục đích chính trị xấu xa". Tờ quân đội nhân dân, cơ quan tuyên truyền của Bộ quốc phòng cộng sản Việt Nam với chuyên mục chống diễn biến hòa bình ngày 18 tháng 4 năm 2019 viết thông tin xuyên tạc bị đặt, thông tin giả đang từng ngày từng giờ lan tràn trên Internet và mạng xã hội. Đằng sau sự phát tán thông tin ấy, có không ít sự việc được đơm đặt, dựng chuyện bởi những kẻ đã thực hiện các thuyết âm mưu mà tờ quân đội nhân dân gọi là nấm độc thông tin nguy hiểm. Trang Nguyễn Phú Trọng.org liên tiếp mấy ngày qua đều có những bài xếp trong mục Bút chiến trên mạng để trừ dùa những kẻ đã đưa tin ống Trọng bị tai biến mạch máu não từ cô gái đổ long Lê Nguyễn Hương Trà, Việt Tân Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Văn Đài và dọa rằng những hành vi việc đặt như trên đã xúc phạm bôi nhọ uy tín danh dự cá nhân của người khác mà trực tiếp ở đây là các đồng chí lãnh đạo cấp cao gây mất uy tín của đảng nhà nước. Đây là những hành vi nguy hiểm cho xã hội cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Khi cái tin ông cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang bí mật sang Nhật chữa bệnh ung thư và nhiều tháng không thấy mặt ông ta trong những buổi lễ quan trọng hoặc phải tiếp nguyên thủ quốc gia, gương máy tuyên truyền của chế độ cũng chỉ thấy ông ta gửi điện mừng tới các lãnh tụ các nước. Các trang mạng có tên trần đại quang.org cũng rủa xả thậm tệ bọn phản động, loan tin thất thiệt. Từ khi có tin ông Trần Đại Quang bí mật sang Nhật chữa bệnh năm 2017 đến khi ông ta chết tháng 9 năm 2018, có vài lần ông ta gắng gượng tiếp khách để đưa hình ảnh tuyên truyền. Trang trần đại quang.org ngày 28 tháng 8 năm 2017 viết rằng: Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 28 tháng 8 tiếp đại sứ Cuba ông Heminio Lopez Diaz tại phủ chủ tịch và những hình ảnh về buổi gặp mặt đã được đăng tải rộng rãi trên website chính phủ cùng các báo trong nước mà như thế là xóa tan mọi luận điệu xuyên tạc. Sau khi ông Trần Đại Quang qua đời vào ngày 21 tháng 9 năm 2018, ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nắm luôn chức chủ tịch nước thay vì để cho bà phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh được đôn lên. Trong khi hệ thống thông tin chính thống nín lặng, đám phản động đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Hùng Quang Thanh sang Pháp giải phẫu Cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh sau khi ra Hà Nội là trưởng ban nội chính Trung ương, kiêm phó trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bí mật sang Mỹ chữa ông thư trước khi chết, cũng đều bị gùng máy tuyên truyền phản tuyên truyền của chế độ ra sức phản bác, đổ tội cho phản động loan tin thất thiệt. Bây giờ tới phiên ông Nguyễn Phú Trọng, chỉ 6 tháng sau khi ông Quang chết không thấy xuất hiện để tiếp khách quan trọng mà chỉ thấy hệ thống thông tin tuyên truyền đưa tin ông gửi điện mừng hay chia buồn. Bọn phản động đưa tin có vẻ đáng tin hơn là mấy cái điện văn. Trên mạng người ta thấy có nhiều lời bàn về ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng nếu quả thực ông ta không còn khả năng nắm quyền hành chóp bù của chế độ. Phân tích quanh chuyện ông Tổng Bí Thư Trọng gửi điện chúc mừng lãnh đạo các nước. Một nhà quan sát chính trị Việt Nam tại New Zealand nói với BBC rằng việc các báo đăng tin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng đến lãnh đạo các nước cho thấy nhà nước muốn phủ nhận những tin đồn sức khỏe của lãnh đạo trên mạng xã hội. Ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu sinh đến sĩ đại học tại Victoria Wellington, New Zealand vừa có bài bình luận về sức khỏe tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trên trang The Diplomat. Trong bối cảnh xã hội giấy lên suy đoán về sức khỏe bệnh tình của ông Nguyễn Phú Trọng thì các báo trong nước Việt Nam loan tin, ông Trọng gửi điện mừng đến tổng thống Indonesia Joko Widodo, chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Bắc Hàn, Chae ryong Trả lời BBC hôm 21 tháng 4, ông Nguyễn Khắc Giang bình luận Việc đăng những thông cáo như vậy là vẫn là nhiệm vụ bình thường của văn phòng chủ tịch nước. Nhưng trong thời điểm này thì nó có thể hướng đến hai mục đích. Thứ nhất, nhà nước muốn phủ nhận những tin đồn về sức khỏe của lãnh đạo trên mạng xã hội. Thứ hai, đồng thời nhà nước không muốn nhìn nhận là có quan tâm đến đồn đoán đó, một sự hiện diện trên truyền hình dễ dàng dập tắt hơn là những lời đồn đoán. Nhưng như vậy tại sao cảm giác nhà nước có trách nhiệm giải trình gián tiếp với thông tin trên mạng? Khi đó việc thực hiện những nhiệm vụ bình thường như gửi điện mừng sẽ mang thông điệp business as usual cho công chúng. Ông Nguyễn Khắc Giang cho biết tình hình sức khỏe của ông Quang được đồn đoán trong thời gian dài. Gần một năm còn ông Trọng thì mới qua một sự kiện vào ngày 14 tháng 4 năm 2019. Vì vậy còn ít thông tin để so sánh. Tuy nhiên những tin đồn đều không xuất hiện ngẫu nhiên mà được lan truyền qua nhiều Facebooker nổi tiếng đồng nghĩa với mục đích lan tỏa thông tin nhanh nhất và cả hai đều không có xác nhận hay phủ nhận từ việc truyền thông nhà nước. Điểm đặc biệt là các thông tin đó có độ chi tiết đáng ngạc nhiên, dấy lên những nghi ngờ về việc tay trong tuần thông tin ra ngoài, đó là những thứ chúng ta chưa thể kiểm chứng. Trong bài trên The Diplomat, ông viết, vấn đề sức khỏe nếu thật sự có sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực để ông có thể ở lại lâu hơn. Đầu năm 2018, Bộ Chính trị theo hướng dẫn của ông đã ban hành quy định số 90 đặt sức khỏe thành một điều kiện để giữ các chức vụ chủ chốt. Động thái này được coi là một nỗ lực nhằm loại bỏ ông Quang, nhưng chớ trêu giờ đây quy định này lại quay lại cắn ông Trọng sớm như vậy. Theo ông, liệu ông Trọng có cách hóa giải những điều kiện mà ông đã đặt ra để tiếp tục nắm quyền lâu hơn? Ông Nguyễn Khắc Giang, chúng ta vẫn đang bàn về một giải thuyết về sức khỏe của ông Trọng, nhưng vẫn chưa có thông tin chính xác. Ở trường hợp của ông Trọng thực sự có vấn đề về sức khỏe, tôi không tin biện pháp nào có thể để ông ấy nắm quyền lâu hơn sau năm 2021, bởi cơ chế lãnh đạo tập thể của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn rất mạnh, rất khó để ông ấy không tuân theo chính quy định mà mình đề ra, quy định 90 của Bộ Chính trị ban hành năm 2017. Ông thậm chí còn có thể nghỉ hưu trước khi nhiệm kỳ kết thúc như dự đoán trước đại hội 12 năm 2016. Trường hợp thứ hai kể cả ông Trọng không có vấn đề sức khỏe, khả năng ông rút lui sau khi phục vụ đủ hai nhiệm kỳ vẫn rất cao do giới hạn hai nhiệm kỳ và độ tuổi. Ông Nguyễn Khắc Giang cho biết thêm, Khác với hệ thống bầu cử của chế độ dân chủ, chế độ chuyên chế không thực hiện cách chọn lãnh đạo thông qua lá phiếu trực tiếp. Vì thế chế độ chuyên chế chỉ ổn định được nếu quá trình chuyển giao quyền lực được thể chế hóa. Hay nói cụ thể là những tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng, quy định minh bạch để lựa chọn lãnh đạo. Thêm vào đó cũng cần phải có những ứng viên đáp ứng đủ những tiêu chuẩn đề ra. Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi chuyển giao quyền lực sang thế hệ lãnh đạo mới đang có vấn đề ở cả hai. Việc bầu các vị trí lãnh đạo trong Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chỉ được thể chế hóa một phần bởi quy định 90 không thực sự cụ thể hóa các tiêu chí cứng mà đề cập chung chung đến sức khỏe, kinh nghiệm, độ tuổi, vân vân. Về ứng viên nếu xét trên cả khía cạnh tiêu chuẩn phương cách lựa chọn chính thức và phi chính thức đều không có ứng viên nào hoàn hảo, điều này có nghĩa là chúng ta không chắc rằng lãnh đạo sau đại hội 13 sẽ có thể có những ai quan điểm chính sách của họ như thế nào trong khi chỉ còn 2 năm nữa là bắt đầu đại hội. Đây sẽ là rủi ro lớn cho việc đảm bảo tính ổn định của chính trị nội bộ Đảng. Tôi nghĩ hiện tại vẫn là quá sớm để đưa ra dự đoán ai có ưu thế. Về lý thuyết, tất cả những người có ghế ở bộ chính trị đều có khả năng lên thay và bởi thế sẽ khó tin là có ai không muốn thay thế ông trọng. Tất nhiên việc ai lên được hay không còn tùy thuộc vào năng lực vận động của người đó và bởi vậy tôi nghĩ ba người có khả năng nhất là những người tôi phân tích ở The Diplomat. Có thể vị trí nhất thể hóa chức danh của ông trọng sẽ lại tách làm hai như trước bởi khả năng xuất hiện của một lãnh đạo đủ uy quyền như Trọng sẽ không cao. Khả năng nữa như từng xảy ra ở đại hội 6 khi ông Nguyễn Văn Linh bất ngờ được bầu làm tổng bí thư là trong giai đoạn nhiều biến động, có thể có một quy các nổi lên và là ứng viên không ai ngờ tới. Đó có thể là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Quá trình kế nhiệm kéo dài càng lâu thì Đảng Cộng sản Việt Nam càng có nhiều khả năng rơi vào tình trạng bất ổn tại một thời điểm mà nó cần ổn định và tập trung nhiều hơn. Theo ông để xử lý vấn đề bất ổn đó thì cần có phương pháp nào? Ông Nguyễn Khắc Giang, như tôi đề cập ở trên, quan trọng nhất là phải thể chế hóa được việc lựa chọn lãnh đạo. Tất nhiên không thể kỳ vọng vào một cuộc bầu cử dân chủ toàn dân, nhưng tôi tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có thể phát huy ưu thế về dân chủ trong Đảng của mình, từ đó áp dụng phương pháp bầu cử trực tiếp trong Đảng ở đại hội Đảng hoặc bầu trong ban chấp hành trung ương mà có nhiều hơn hai ứng viên cho vị trí lãnh đạo tối cao. Đây là cách mà họ thực hiện ở cấp cơ sở từ năm 2019, những quy định bầu cử quyết định 244 về bầu cử trong Đảng cần sửa đổi theo hướng giảm ảnh hưởng của lãnh đạo khóa trước lên các vấn đề về ứng cử và đề cử mang lại không khí dân chủ hơn trong nội bộ việc quy hoạch cán bộ có lẽ cũng cần phải làm sớm hơn và có những phương án dự phòng hợp lý cho những tình huống rủi ro